Trên sân Etihad vào ngày 19 tháng 8, Manchester City đã phải đối mặt với nhiều khó khăn khi thiếu vắng nhiều trụ cột như Kevin De Bruyne, John Stones do chấn thương và Bernardo Silva vì bị ốm. Đội bóng cũng phải đối mặt với lịch thi đấu dày đặc, bước vào trận thứ tư trong vòng 2 tuần sau trận thua Arsenal ở siêu cúp Anh, chiến thắng Burnley ở vòng đầu ngoại hạng Anh và cuộc đối đầu thắng lợi trước Sevilla ở loạt luân lưu siêu cúp châu Âu. Tuy nhiên, huấn luyện viên Pep Guardiola không tiến hành thay người nào trong suốt thời gian trận đấu diễn ra, trong khi đồng nghiệp của ông, Eddie Howe, đã tận dụng hết số lượt thay người. Đây là lần đầu tiên từ tháng 5 năm 2022 mà huấn luyện viên người Tây Ban Nha không tiến hành bất kỳ lượt thay người nào trong một trận đấu ngoại hạng Anh. Khi một cổ động viên ngồi gần khu vực kỹ thuật kêu gọi việc thay người, Guardiola ngay lập tức quay lại và yêu cầu cổ động viên ngồi xuống. Sau trận đấu, huấn luyện viên 52 tuổi tiết lộ rằng ông đã thậm chí mời cổ động viên này xuống sân để thay mình trong việc quyết định lượt thay người. Guardiola đã mời một cổ động viên trẻ mặc áo đỏ đen vào sân để thay mình sau khi cổ động viên này kêu gọi ông thay người. Ảnh chụp màn hình Guardiola nói, cổ động viên đó yêu cầu tôi thay người, một người ra và một người vào. Tôi hỏi lại xem nên thay ai, vì tôi không biết. Nên tôi bảo cậu ta, hãy xuống đây và thay người hộ tôi đi. Lúc đó, tôi thấy Manchester City đang đá tốt, chiến đấu cho từng đường bóng và đôi khi người vào sân khó có thể bắt kịp nhịp trận đấu. Tuy nhiên, quyết định về việc thay người hay không thay người sẽ do các huấn luyện viên quyết định, bất chấp những tranh cãi trong trận đấu. Guardiola vẫn cùng các học trò đi quanh sân và vỗ tay tri ân người hâm mộ sau khi trận đấu kết thúc. Tôi muốn làm điều đó trong mỗi trận đấu tại sân nhà. Tôi thực sự thích điều đó, huấn luyện viên người Tây Ban Nha chia sẻ. Đó là cách để chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với người hâm mộ. Họ đến sân để cổ vũ chúng tôi, và chúng tôi cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ. Mọi thứ thật tuyệt vời. Trong trận đấu với Newcastle, Manchester City đã trải qua nhiều khó khăn khi chỉ kiểm soát bóng ở tỷ lệ 60%, thực hiện tổng cộng 14 lần dứt điểm với chỉ 4 cú sút trúng đích. Trong khi đó, Newcastle thực hiện 7 cú dứt điểm với 1 cú sút trúng đích. Sự chênh lệch này đã tạo ra